Em chào anh Tay Ga Quốc Cường nhá. Chào bố đấy, em đang xem. Em chào anh Trúc Đạo nhá. Đầu tháng rồi anh làm đông khách không anh? Anh em đầu tháng làm đông khách không? Em chào anh Nguyễn Thanh. À, chào Nhân Nguyễn nhá. Chào anh Bùi Lộc. Và chào toàn thể 18 anh em đang xem livestream. Thì cũng giống như buổi hôm trước ấy, em cũng đã nói là em sẽ chia sẻ một cái là trường hợp ví dụ là ECU bị lỗi mạch cấp nguồn em xin lỗi cấp nguồn, mà có nghĩa là ECU của khóa smart key bị lỗi về tín hiệu khởi động, là gửi tín hiệu về để cho IC hoạt động mạch đề. Thì là em sẽ hướng dẫn anh em là ví dụ những con SU của chúng ta là bị hỏng thì là cũng có thể dùng cách này đấu. Khi nó bị hỏng cái mạch đấy thì nếu như thường thường ý, anh em sẽ phải thay SU khác, đúng không ạ? Nhưng mà em cũng chia sẻ cách này là để dành cho những anh em nào mà thứ nhất là không có máy đọc lỗi đấy, và thứ hai là làm cách này thì chi phí cũng giảm đi. Nếu như mà anh em phải, thứ nhất nếu như mà muốn thay ECU thì anh em cũng phải là có máy đọc lỗi, đúng không ạ? Để chúng ta có thể một là copy dữ liệu, hai là để đồng bộ mã ECMA đi, hai là cái chi phí thì có thể là nó cũng khá là cao. Thì em sẽ chia sẻ cho anh em cách đấu để khi mà con ECU đó bị lỗi, đúng không ạ, bị lỗi cái mạch khởi động thì là chúng ta có thể đấu cách nào để cho mạch khởi động chúng ta vẫn hoạt động được bình thường, đúng không ạ? Ok, chào Tú nhá, và em chào anh Lâm Trần nhá. Chào Lâm Trần nhá, và em chào anh Nguyễn Mạnh Hiệp. Chào Tùng VTC nhá. Em chào anh Quang Mạnh. Đấy thì là em cũng chia sẻ cái cách đấu đó cho những anh em nào có thể là tiết kiệm chi phí. Còn đâu nếu như mà anh em mình mà khách có điều kiện, hoặc là anh em đã biết rồi, thì chúng ta có thể là tiến hành, một là sửa ECU, hai là có thể là chúng ta thay ECU mới. Đấy, cũng rất nhiều cách, nhưng mà đây là cái cách mà để cho chúng ta là giảm chi phí nhất. Thì là em cũng chia sẻ đến đây cho anh em. Đấy, tại vì có những cái, đấy em nói thật là có những cái là nó rất là dễ. Có những cái mà anh em biết rồi thì anh em làm thay ECU các thứ rất là dễ, rất đơn giản thôi, đúng không ạ? Có những anh em rất đơn giản thôi, nhưng có những anh em thì không biết. Thì nhiều khi là cái chi phí đi thay là, thứ nhất là không có máy, là mình đã lấy mua một con ECU là đã mất chi phí khá lớn, cộng thêm nữa là lại phải đi nhờ máy anh em làm hộ. Đấy thì đấy là cái mà có cái khó. Thì bây giờ cái tiện buổi này thì anh em có thể cà phê đi em ơi. Anh Nam ơi, em đang livestream này, giờ lại rủ đi cà phê, lúc sớm không thấy rủ. Đó thì anh em tiện có thể chia sẻ cái buổi livestream ngày hôm nay hộ Đức Mạnh nhá. Ok, chào Nguyễn Tiến Dũng, chào em chào anh Nguyễn Thành Luân và chào anh Nguyễn Văn Lam nhá. Em chào anh Trương Xuân Hứng. Thôi gọi thầy làm gì anh? Anh em thôi. Rồi bây giờ thì Đức Mạnh cũng ra chia sẻ luôn cho anh em cái mạch đề qua ECU, đúng không ạ? À Lâm Trần ơi, tí nữa có thể là em có thể đặt câu hỏi lại. Bây giờ là mình cũng đang muốn chia sẻ cho anh em về cái mạch đề của khóa smart key. Đấy, đúng không ạ? Mạch đề liên quan đến khóa smart key thì là để mình chia sẻ lốt thôi, tí nữa có anh em nào đặt câu hỏi thì mình sẽ trả lời. Thì bây giờ mình sẽ ra xe luôn nhá. Em ơi, đồng hồ đâu rồi?
trên xe trên hình đây này là của anh em, là của con xe Vision. Thì con xe Vision nếu như mà trên xe Vision ấy mà dùng khóa Smart Key, đấy, anh em nhìn thấy khóa Smart Key à? Thì nếu như những xe mà dùng khóa Smart Key thì tất cả các mạch đề đều có liên quan đến cục ECU 2 lút, đúng không ạ? Đều có liên quan đến cục ECU 2 lút này. Thì ví dụ những cái mạch đề thông thường ấy, những cái mạch đề thông thường mà trên xe ta sử dụng, thì đối với ví dụ em nói là đối với là Vision đời chìa thường hay là đến SH khóa Smart Key, thì đều một cái nguyên tắc là khi mà nhận tín hiệu khởi động ấy thì là từ cái điện áp 12V từ công tắc phanh, khi chúng ta bóp phanh à, khi chúng ta bóp phanh thì điện 12V từ công tắc phanh sẽ chạy thẳng phát sang công tắc đề. Đây sẽ chạy thẳng ở đây, đúng không ạ? Sẽ chạy thẳng ở đây và cấp điện 12V đến IC để IC nhận được tín hiệu khởi động, tức là lệnh đề đấy. Khi IC nhận được tín hiệu khởi động thì bắt đầu mới dập mát cho dây nam chân hoạt động, đúng không ạ? Nhưng đối với những dòng xe mà có khóa Smart Key mà liên quan đến Smart Key 2 lút, 2 rắc đây, thì cái mạch đề nó không còn đi thông thường, phổ thông như các trên xe đời xe của ta nữa. Đấy, nên mạnh nhắc lại nha, những trên những cái xe mà thông thường của ta ấy, tất cả những dòng xe từ 23 cho đến đa phần 23 đến 2020 SH, mà kể cả SH 3 lút Smart Key ấy, thì đều là dùng một cái tín hiệu khởi động như nhau, tức là tín hiệu khởi động từ điện mới áp từ 12V từ công tắc phanh chạy sang công tắc đề, và từ công tắc đề bấm công tắc đề chạy thẳng xuống IC. Đấy, chạy thẳng vào IC. Ví dụ như Vision đời chìa thường ấy là nó cũng thế, đúng không ạ? Vision đời chìa thường là nó cũng chạy đúng là lệnh đề như thế luôn, gọi là tín hiệu khởi động như thế. Nhưng đối với dòng Smart Key này ấy, thì tín hiệu khởi động nó như nào? Tín hiệu khởi động thì khi chúng ta bóp phanh thì điện 12V từ công tắc phanh như này, từ công tắc phanh sẽ chạy thẳng vào trong cục ECU ra này. Đây, chạy thẳng vào cục ECU, đúng không ạ? Qua dây là xanh hoặc vàng đây anh em này. Đấy, khi mà chúng ta bóp phanh ấy là tín dây điện 12V từ công tắc phanh sẽ chạy thẳng vào dây xanh này. Đấy, xanh là cây sọc vàng. Và khi chúng ta ấn công tắc đề, thì khi mà chúng ta ấn công tắc đề thì công tắc đề của khóa Smart Key thì là công tắc đề người ta là công tắc tiếp mát, đúng không ạ? Anh em mà nhớ cho Đức Mạnh nhà, cái công tắc đề của dòng khóa Smart Key là công tắc tiếp mát nhá, chứ không phải là công tắc điện 12V. Thì công tắc tiếp mát thì đây chính là dây này. Đây là dây nếu mà dây gốc của nó sẽ là dây xanh lợt, gọi là dây xanh nhạt đấy. Thì sẽ lên công tắc đề và sẽ dập mát, đúng không ạ? Công tắc đề đây sẽ dập mát này. Đấy em nhá, đây. Công tắc đề sẽ dập mát. Chú điều cái. Thì đây là công tắc đề đây là sẽ dập mát cho cục ECU. Thì thông qua dây xanh này. Cầm cho anh cái con này. Đây, thông qua dây xanh này anh em này. Đấy. Thì ở cái này khi mà đã có điện 12V này. Đấy, quay lại đi, quay lại cho anh để anh. Đây anh em nhìn nhá, khi có điện 12V từ công tắc phanh cấp đến cho ECU và tín hiệu của công tắc đề là được tiếp ra mát, đúng không ạ? Khi chúng ta bấm công tắc đề, cái dây này được tiếp ra mát này, thì là lúc này ECU sẽ cấp điện 12V chạy sang IC anh em nhé, chạy điện 12V tín hiệu khởi động chạy sang con IC. Đây, ví dụ em giật cả chân IC ra cho anh. Đây được rồi, đây. Bỏ. Đây này, anh em nhìn nhá, đây này. Cái dây này chính là dây khi này, Đức Mạnh sẽ nói lại này, là cái điện 12V từ công tắc phanh chạy thẳng vào ECU, cấp điện 12V vào cho ECU, đúng không ạ? Và khi chúng ta bấm các đề, chính là cái dây này chạy lên các đề này, là dây sinh nhạt, thì công tắc đề chúng ta được tiếp ra mát. Đấy, được tiếp ra mát. Thì lúc này ECU hiểu rằng lúc này chúng ta cần đề, thì ECU bắt đầu thấy cấp điện 12V này ra dây vàng sọc xanh lá chạy sang IC đây. Đây, cấp dây điện vàng sọc xanh lá chạy ra IC. Thì lúc này IC sẽ nhận được tín hiệu khởi động, thì IC sẽ bắt đầu điều khiển dập mát cho dây nam chân. Đây, sẽ điều khiển dập mát cho dây nam chân. Nhưng đấy là các tất cả các cái mạch đề của những dòng xe mà khóa Smart Key, dùng khóa Smart Key 2 lút anh em nhá. Đấy là đa phần là như vậy. Thì nếu như mà cái dây này có trường hợp nhá, là bị hỏng. Hỏng là khi mà chúng ta đã có điện 12V từ công tắc phanh trong đây và đã được công tắc đã được dập được mát, tức là chúng ta đã bật được khóa, đúng không anh em? Tại vì cái khi mà chúng ta bật khóa là công tắc này là sẽ là công tắc kích hoạt để cho khóa hoạt động, đúng không?
thì khi chúng ta ấn vào chúng ta mở được khóa lên. Nhưng mà cái điện 12V ấy nó sẽ không ở SCU, nó sẽ không cấp ra đây này. Đây là nó không cấp ra cái dây xanh vàng hoặc xanh lá và cũng không có điện sang bên này. Thì IC sẽ không nhận được tín hiệu khởi động thì bắt đầu đề xe của ta sẽ không đề được anh em nhá. Đây khi Đức Mạnh sẽ lấy cho anh một cái bóng đèn. Đây rồi, kẹp cho anh vào mát. Đây. Thì đây nhá, bật khóa lên cho chú. Bật khóa lên. Thì đây nhá, cái dây mà 12V này, em cầm cho anh cái này để cho anh quay ngược lại tí cho anh em nhìn nó rõ. Đây nhá, cái dây này, dây công tắc đề này. Quay gì? Đây. Quay bên kia đi. Đấy. Đây chính là dây công tắc đề này. Thì bây giờ em sẽ bảo thợ của em là anh em bóp phanh nhá. Em bóp phanh, cháu bóp phanh này. Đây này, bật cầm cái bóng đây. Thôi, bóp phanh thôi. Chú đã bảo bóp phanh mà. Đây bóp phanh này. Chú nhặt đấy ra. Đây anh em nhìn thấy chưa? Đây dây là khi mà chúng ta bóp phanh là điện 12V sẽ vào trong SCU này. Ok chưa? Và khi mà điện đã vào trong SCU rồi, đúng không ạ? Thì khi chúng ta bấm công tắc đề thì đây chính là dây công tắc đề này. Đây là dây công tắc đề này, khi chúng ta ấn sẽ được cấp mát. Thì bây giờ cấp mát vào dây này này. Đấy thì lúc này con SCU ta sẽ nhận được tín hiệu khởi động, đúng không ạ? Thì nó sẽ gửi điện áp 12V. Đây, điện áp từ 12V từ đây chạy sang đây. Đây thì bây giờ cháu bóp phanh bấm đề đi. Anh em nhìn bóp phanh từ bóng đèn này. Đây, bóp phanh bấm đề đi. Đấy, tịt đấy. Bây giờ là tịt này. Đây chưa? Bóp phanh ấy. Đây có phanh à? Đấy. Bóp lại đi. Tắt đi bật lại. Đây em nhìn này. Chập chờn. Đây này, như con này là con SU này là thỉnh thoảng chập chờn lúc bị lúc không này anh em này. Đây nhá, bóp phanh đi. Tín hiệu phanh có anh em nhìn thấy chưa? Công tắc phanh có này. Đúng không ạ? Bây giờ em cho cái kẹp này ra dương đi để anh thử mát. Công tắc này ấn mát tiếp mát. Bây giờ bỏ công tắc phanh đi. Tiếp mát đi nhá, cháu tiếp mát đi cho chú. Thấy chưa? Thấy chưa anh em thấy không? Con này con SU này là đã bị chập chờn rồi. Là lúc nó cấp được ra đây lúc không này. Tắt đi cho chú. Đấy, thì con này là trước Đức Mạnh đã đấu rồi. Nhưng con này là khách hàng đi ấy là lúc được lúc không. Lúc thì đề được nhưng lúc thì nó sẽ không có tín hiệu điện áp 12V ra đây để nó chạy sang bên chân IC này. Đấy, thì hôm nay là Đức Mạnh sẽ đấu lại cho anh đấu lại như về zin. Xong rồi Đức Mạnh sẽ chia sẻ cho anh em cách đấu. Đúng không ạ? Thì đây là cái mạch đề hiện tại. Thì lúc mà nếu như mà anh em ấy mà bật được khóa smart key rồi. Đúng không ạ? Mà anh em thử đo điện mà ở tại chân vàng trong xanh lá này. Đấy, thì nếu như mà treo theo chân này này. Theo chân của con SU thì sẽ là chân A8. Đây chân A8. Thì anh em xem chân A8 này là có điện 12V cấp ra đây không. Khi chúng ta bóp phanh bấm đề là phải có điện 12V cấp ra dây này. Và từ cái dây mà vàng xanh lá này sẽ chạy thẳng sang chân IC đây. Là dây vàng xanh lá đây anh em nhìn thấy chưa. Đừng có soi, em soi càng mờ. Tắt bỏ đi. Đây anh em nhìn này. Thì điện 12V sẽ cấp thẳng sang đây. Thì khi mà nó bị mất SCU, nó mất khả năng cấp cái 12V ra đây, thì là chúng ta phải làm cách nào để đấu khỏi phải thay con SCU này. Thì cũng rất đơn giản thôi. Thì anh em chỉ cần dùng cho Đức Mạnh một con gele. Đúng không ạ? Trước tiên là một con gele và một con diode. Thì bây giờ cháu ra kia lấy cho chú cái con gele ở trên bàn á. Đúng không ạ? Thì cái này cũng rất là dễ thôi. Anh em giật hết đấy rồi, cái chân này ra. Giật hết ra. Thì anh em chỉ cần tiến hành cho Đức Mạnh đây. Cái công cụ rất đơn giản để anh em mình nếu như mà khắc phục cái mạch đề mà bị mất điện 12V từ SCU cấp điện 12V ra để chạy đến IC thì cái cách khắc phục như nào. Thì bây giờ anh em sẽ lấy một con gele. Đây con gele này thì không còn xa lạ với anh em rồi. Đúng không ạ? Và đây với cả một con diode. Đây Đức Mạnh đã là phải hàn sẵn đây con diode một chiều. Thế thôi, chỉ có thế thôi. Thì bây giờ nếu như con này ấy có nhiều anh em thì đã biết con gele này hoạt động như nào. Đấu thì rất là dễ. Nhưng có những anh em ấy thì nhiều khi cũng không để ý. Và khi bỏ cái con gele này ra là anh em cũng không để ý là cách đấu nhau được. Thì Đức Mạnh cũng hướng dẫn luôn là ví dụ cái một con gele như này. Thì anh em muốn đấu được thì anh em chỉ cần là đo bốn chân này, lần lượt bốn chân này. Nếu như chân nào lên giá trị trở kháng
thì tức là chân đó sẽ là chân của cuộn dây đồng. Để khi mà chúng ta cấp điện 12V và mát vào cuộn dây đồng thì cuộn dây đồng sẽ hít lối tiếp điểm hai lối hai tiếp điểm lại với nhau. Thì đây thì em sẽ đo cho anh trở kháng. Đây. Đây. Đây là hai chân này, không, hai. Rồi, hai chân còn lại. Giờ là đây khi mà anh em nhìn thấy là đo này. Đây này. Mà chân dây le mà nó đã có trở kháng thì chân này sẽ là chân nguồn nuôi của dây le, đúng không ạ? Thì đây rồi. Đo hai chân này rồi. Thì hai chân này sẽ là hai chân nguồn nuôi này của dây le. Thì khi mà anh em đã xác định được hai chân nguồn nuôi thì đơn giản lắm. Khi có đủ âm đủ dương để nuôi dây le thì nó sẽ dây le sẽ hít lối hai tiếp điểm lại với nhau. Tức là hai tiếp điểm này được nối lại với nhau. Rất đơn giản thôi, đúng không? Thì bây giờ em sẽ lấy cái sợi quận cái dây cắm đây. Thì đây Đức Mạnh sẽ cắm nhá. Đây thì Đức Mạnh sẽ lấy cái màu này, màu xanh đi cho anh em quy ước. Thì khi mà cắm vào dây le này này thì chân nào là chân dương, chân mát thì do anh em quyết định, đúng không? Không quan trọng. Đấy. Đây. Thì đây là chân nguồn nuôi rồi này. Cái hơi lỏng. Em cắm vào đi. Đây như này chúng ta đã làm như này, chúng ta đã được hai chân nguồn nuôi rồi, đúng không? Đây là em sẽ quy định chân bên này là mát đi, là dây xanh. Còn bây giờ trên bên này là chân nguồn dương 12V. Đây còn chân này sẽ là chân hai chân khi mà dơ le làm việc thì lối hai tiếp điểm lại với nhau, đúng không ạ? Bây giờ em cắm lốt cho anh hai chân lại còn lại. Cắm vào anh cầm nhá, cắm vào. Đấy. Cắm vào cho anh. Ok. Cắm lốt vào. Thì khi đã cắm được như này rồi, đúng không anh em? Thì cách đấu rất đơn giản. Thì anh em hình dung ra nhá. Cái dây mà Đức Mạnh vừa nói ấy là dây mà ở dưới công tắc phanh xuống ấy, là khi chúng ta bóp phanh là điện 12V từ công tắc phanh sẽ cấp xuống dây này. Đúng không ạ? Cấp xuống chân này gọi là chân A5. Chân A5 của SU. Thì lúc này anh em chỉ cần là xác định cái dây dương. Đây là em cầm cho anh con dây le. Đấy, coi. Đúng không? Đây thì Đức Mạnh sẽ lấy. Đây là hai chân nguồn nuôi rồi. Chân bên này Đức Mạnh sẽ lấy dương và chân này mát. Thì Đức Mạnh sẽ đấu cái dây này vào dây công tắc phanh. Em câu vào cho anh. Đấy, câu vào dây công tắc phanh. Ok chưa? Thì bây giờ nhá, là khi mà chúng ta đấu vào cái dây công tắc phanh này thì một chân của dây le đã có dương, là khi chúng ta bóp phanh là điện sẽ cấp vào con dây le này. Thì bây giờ công tắc đề chúng ta là công tắc tiếp mát, đúng không anh em? Công tắc đề là công tắc tiếp mát. Thì bây giờ chúng ta đấu chân mát này. Đây chân dây xanh này. Chân mát của dây le vào công tắc gì ạ? Công tắc đề. Đúng ạ? Công tắc đề có tất nhiệm vụ tiếp mát mà. Đây. Câu vào. Câu cứ cái đấy xoắn từ thôi, xong rồi tí anh em đấu. Tí có anh còn chỉ anh em đấu có điếu vào đây nữa. Đấy. Được chưa ạ? Thì bây giờ ở chân này này, khi mà chúng ta cấp đủ nguồn cho dây le rồi, đúng không ạ? Nguồn và mát cho dây le thì Đức Mạnh sẽ nói lại là khi chúng ta bóp phanh, điện 12V từ công tắc sẽ chạy vào con dây le. Và khi chúng ta bấm công tắc đề, đúng không? Thì là công tắc đề sẽ có nhiệm vụ tiếp mát cho SU, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm công tắc đề tiếp mát để vừa cho SU mà vừa cho SU là để làm gì? Để mở núm khóa, đúng không ạ? Còn khi mà chúng ta đấu con dây le này là để dây le nó sẽ là cấp mát cho dây le, cấp điện 12V chạy vào IC để cấp tín hiệu khởi động, đúng không ạ? Thì còn một dây này thì chúng ta cần tín hiệu khởi động của ta dùng điện 12V, đúng không anh em? Tín hiệu khởi động 12V thì chúng ta cấp luôn điện 12V. Đây, chân này em đấu lốt vào 12V cho anh. Thì có phải cái chân này anh em cần điện tín hiệu là điện 12V. Đấy. Đấu luôn vào. Đấy, đấu luôn vào dây công tắc phanh luôn. Đây nhá, tại sao ấy, Đức Mạnh sẽ nói lại là tại sao Đức Mạnh sẽ lấy cái chân này của dây le này để câu vào chân 12V của công tắc phanh chạy xuống, là vì tín hiệu khởi động của IC được nhận là 12V. Thì Đức Mạnh sẽ lấy luôn tiện ở đây, Đức Mạnh câu ở đây luôn, đúng không? Và dây còn lại Đức Mạnh sẽ tách cái dây ra này.
tách cái dây vàng ra. Đây Đức Mạnh sẽ tách cái dây vàng. Đây vàng sọc xanh lá. Vàng sọc xanh lá chính là dây mà SU nó sẽ cấp điện 12V sang cho gì ạ? Sang cho IC để nhận tín hiệu khởi động. Thì bây giờ cái dây này anh em đấu lốt vào dây vàng. Dây vàng, những dây vàng hướng về IC anh em nhá. Đây, còn dây hướng về SU Đức Mạnh bỏ luôn này. Đó đúng không ạ? Dây hướng về SU Đức Mạnh bỏ luôn. Rồi, em đấu ở đấy cho anh. Đúng không ạ? Khi mà anh em đã đấu được xong xuôi này rồi thì nếu như mà chúng ta ấy muốn bật khóa. Đúng không ạ? Rồi đó, không cần đâu. Đây này. Thì chúng ta bật khóa này anh em vẫn bật được nhá. Này. Nhưng mà mỗi tội là gì? Nếu mà chúng ta thỉnh thoảng là nếu như mà anh em đấu không nhà không có diode vào ấy thì là có những lúc bật được và lúc không bật được, nhưng mà an toàn nhất thì anh em sẽ đấu thêm một con diode đây. Đây chính là con diode một chiều này. Đây anh em nhá. Thì cái diode một chiều này có hơi mờ anh em nhỉ? Đây con diode một chiều thì anh em không còn xa lạ với diode một chiều ấy rồi. Thì chân này này, chân này sẽ là chân diode một chiều anh em nhá. Chân mà Đức Mạnh hàn cái dây ấy sẽ là chân là em cầm cho anh cái này. Thì đây là ví dụ con diode một chiều thì cái này hơi mờ. Nên là Đức Mạnh nói là con diode này sẽ cho đường điện đi qua một chiều và không cho đường điện đi ngược lại. Anh hiểu ý, anh em hiểu ý em ạ, không cho đi ngược lại. Đấy thì khi mà con này của chúng ta là anh em sẽ dùng vào để đấu vào cái chân mát của con dơ le ấy thì là chúng ta sẽ mở khóa được ok hơn. Nếu còn nếu như mà chúng ta không đấu vào ấy thì sau này chúng ta mở khóa là rất hay bị chập chờn. Đây bây giờ em sẽ câu, em tháo cái dây này ra, tháo dây mát. Đây anh em tháo dây mát của chân dơ le, của chân dơ le ra, tháo ra. Thì bây giờ đây. Câu này, câu này. Đây anh em nhìn này, dây mát này, câu vào đi. Đấy chỉ có mỗi cái là khi mà anh em đấu dây mát ấy thì anh em làm thêm con diode này vào cho Đức Mạnh này. Ơi nhầm rồi em. Em đấu cái chân này. Cuống tuyết đấy, đúng rồi chân này. Ghê chưa? Rồi chân còn lại câu vào cái dây chính là cái dây công tắc đề. Dây tín hiệu mát công tắc đề đấy. Đây ví dụ như này này là chính con diode đây. Là cái chân này, cái chân mà bên đầu dây mà Đức Mạnh để màu nâu này, chính là chơi cái vạch diode nó màu trắng nó sẽ làm bên này. Thì khi mà mình đấu thêm như này này là nhiều khi là cái công tắc đề của ta, nếu như mà anh em không đấu cái này vào ấy thì nhiều khi công tắc đề của ta là lúc có lúc anh em bật được khóa lúc không, nhưng khi mà anh em đấu thêm con này được vào ấy thì là sẽ lúc nào bật được. Đấy lúc nào bật được khóa thì anh em chỉ cần là một con dơ le này, fix cái lỗi này anh em chỉ cần một dơ le và một con diode, thế thôi là anh em sẽ có thể là cấp được điện 12V đến tín hiệu khởi động cho IC là ok. Bây giờ bật khóa lên cháu. Đề dưới đây không ít rồi. Xem lại công tắc đi. Đây này, đây này. Bốc cái phanh này xem nào. Được chưa? Đo lại, đây, đo lại công tắc dây này xuống đi. Dây điện 12V xuống. Chưa có. Cho xem lại cái dây ở trên công tắc phanh ấy. Đây điện ở đây thì chưa có này. Đo lại đi. Bốc cái phanh lên cho chú xem nào. Đây bốc phanh đi. Chưa có điện đâu. Xem cái điện lên dây đen chưa? Cháu xem cái điện lên dây đen chưa? Đo cái điện ở tại chân đen.
chưa? Bóp phanh xong rồi xem chân bên cạnh. Đó rồi đi. Đây đồ là đây. Tư. Đây. Có rồi đúng không? Ok. Ấm công tắc đầy đi. Bỏ. Đưa cái này này. Chuyển đúng không? Dập mắt. Có chưa? Nó dơ lê tèo à? Có rồi đúng không? Đây thử chân dơ lê này. Xem cấp đến đây chưa? Đó đi. Dưa lê thập trờn. Đây có mát rồi, lấy con dưa lê khác cho anh. Lấy con dưa lê khác ở đây. Anh em chờ tí nhá, lấy để đứng mạnh lấy con dưa lê khác. Kia kìa cháu, ở trên xe lít có, giật ra đi. Cái dưa lê ngắn đấy, cái dưa lê ngắn mới đấy. Con dưa lê đấy đúng không? Cắm vào chú. Ngồi cắm vào chú. Rút ra. Cắm lại chặt. Cháu bấm đi. Không được, cháu xem lại công tắc đề đi. Xem lại công tắc đề đi. À, Thành ơi, chia sẻ cái ban mà con SU nó không cấp được 12V ra cái dây này này. Hả? Sao? Đây là không cấp được điện sang IC cái này. Thì cũng chia sẻ cho anh em là đấu để loại bỏ không phải thay SU thôi. Đây đấu dơ le để không phải thay SU. Có gì đâu Thành. Tháo ra. Thử đấu thẳng vào cho anh em nào. Chỗ thử đi. Không phải. Vẫn bị chập chờn đấy. Cho bóp đi. Đây, bóp đi. Đưa dùng quẹt bóng đèn này. Chuyển ra điện 12V cho anh. À đây rồi, đưa rồi. Cho bóp đi cho mà. Bóp phanh đi. Có điện này. Chuyển cả điện 12V này chú xem dập mát nha. Rồi. Bấm các đề thôi. Cháu cậy hẳn cái công tắc đề ra cho chú. À không phải. Ôi trời, cậy ra hỏng luôn cả công thức đề này. Không phải là đảo lộn chân dưa lê đâu anh.
Anh em chờ chút nhá. Đây, cứ tháo tạm con iốt ra đã. Cho lên đi ạ. Tháo tạm con iốt ra cho anh. Lỏng đây này, lỏng dây đây là à, không bỏ đi ốt đi. Đây nhá, bây giờ để nhá, thì anh em phải hiểu này, nếu như bỏ đi ốt thì là đề vẫn đề được. Tí nữa đấu câu lại dây này, chặt lại cho anh đi. Anh em hiểu không? Nhưng mà khi mà chúng ta bật khóa ấy, anh em bảo là bỏ đi ốt đi, đúng như anh em bảo đó, đi ốt đi đều được. Nhưng mà cái quan trọng là khi anh em bật khóa ấy, là có những lúc anh em kích hoạt được và có những lúc không. Anh em hiểu chưa? Có nghĩa là khi mà chúng ta kích hoạt để mở khóa ấy, thì nếu như chúng ta không đấu đi ốt vào thì có những lúc chúng ta kích hoạt được, nhưng có những lúc chúng ta không thể kích hoạt nổi để mở được, hút thuốc ổ khóa, nên chúng ta tại sao chúng ta phải đấu cho đi ốt. Chú bóp để lại cho anh. Soi cho chú, soi. Cho anh bóp phanh bấm đề, chưa có tín hiệu là đi trên đồ hồ lên nào. Rồi, dây chập chờn lắm rồi. Đây có 12V này. Có phanh chưa? Bốc rồi. Đổ lại câu tốc đề rồi anh. Thử lại đi. Lấy cái dây điện đấy cho anh thử tiếp mắt này. Các bạn là bóng đèn em nó hơi tối. Anh em thông cảm là điện con này nó hơi lát. Xem dây ở đứt không? Quấn lại cái dây này cho anh đi. Dây tiếp mát ra mà để. Cho tiếp cái này ra mát cho chú. Tiếp ra mát. Cho chụp chụp luôn. Bấm ra cái phanh em mà em. Cầm cái máy đồng độ cắm ở đây cho anh. Mình thích màu vàng kia bàn tay.
À, anh Sơn Nguyễn bảo kiểm tra diốt chứ không phải đâu. Có nghĩa là khi mà mình không đấu diốt vào ấy thì là mình đề vô tư. Cái chủ yếu là em bảo là đấu vào là khi mà để phòng lúc chúng ta kích hoạt để chúng ta mở khóa ấy. Còn khi mà anh đã mở được khóa rồi anh không cần diốt, anh vẫn đề được bình thường mà. Đây anh nhìn này, em đã phải lần lại cái dây điện này, em phải bỏ đi rồi đây. Em đã phải bỏ diốt đi rồi. Để em xem cái nguyên nhân chính là bây giờ hiện tại đang nó đang bị chập chờn mạch đề là đang bị ở đâu. Thì bắt đầu là em mới chuyển tiếp. Còn con này chính ra con này này. Con này là em đã đấu rồi. Anh em hiểu chưa? Con này em đã đấu rồi, nhưng mà đây là qua là em livestream chia sẻ cho anh em thì em mới ngắt hết ra để em đấu lại thôi. Anh em hiểu chưa? Bấm 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 bấm. Chân trống vào xem lại thật lại đi. Ok. Tín hiệu khởi động lại đi. Mất. Thế để cầm cho chú để chú xem lại Angela này. Còn rất nhiều anh em bảo là dưa lê ấy, nó sai chân nhưng không phải sai chân. Mà dưa lê này có gì đâu. Đây dưa lê thì có gì đâu. Chỉ đây là chỉ có đứng mạnh phải giật lại, đấu lại này. Thì nó chỉ có hai chân này thôi. Đúng ạ. Hai chân này và có cộng thêm nữa là khi mà có nguồn dương 12V vào chân này thì nó sẽ đóng lối tiếp điểm hai chân này lại với nhau thôi. Chứ có gì đâu mà sai chân được anh em. Em quấn cởi băng dính ở cái này ra xem hôm qua kẹp chặt không. Cho cái kẹp này chặt không. Chào đâu. Ui giời. Đây nhá. Anh em nhìn là dưa le tèo rồi đâu. Xem lại dây này đi. Không phải tèo sợ tèo dưa le mà dây này. Lấy cái bình nhá. Bình thường dưa le phải hít chứ. Đây này. Đây bình thường anh em thấy dưa le nó phải hít đúng không? Đây dưa le có hít gì đâu. Đây em lấy đồng hồ đo luôn này, đo luôn xem là thông mạch không. Sợ cái dây này này. Thì ai bảo đo đây. Đây này. Đây đâu dưa le này, bỏ hẳn ra này. Đấy, dưa le không thông mạch kìa. Đo dây này đi. Đây này, dây này tèo anh em này. Hỏi sao mà khi đấu vào anh em thấy là dây cứ chập chạp trờn. Đây dây này tèo rồi này. Cái dây mà Đức Mạnh lấy để đấu dưa le ấy, lấy cho anh cái dây khác. À thôi. Em cắt cái này đi, cắt cái đấy ra. À không phải, thì cho đánh ban anh Honda. Tại vì đây là cái lái xe này là em đấu rồi. Em đấu rồi nhưng mà cái rắc này là khi lúc mà em đã, hôm trước em đã bảo em chia sẻ cho anh em là em lại phải tháo ra. Em lại phải tháo ra để em chia sẻ cho anh em thì là em lại phải tháo ra thì cái dây này thì không nghĩ là nó lại bị đứt. Anh em nhìn thấy chưa? Đây cái dây này là cũng là mua chứ. Nhưng mà cái đầu cốt nó bấm xịn quá nên đâm ra là nó mới bị là đứt dây. Ui trong trông còn chẳng có lõi nào. Thôi à, nhìn chưa? Thôi bây giờ cắt ra đấu thì cắm nó thôi. Hiểu ý anh không? Cái quan trọng ấy là Đức Mạnh bảo anh em đấu dưa le cái con diode này vào này là không phải là nó không ấn được đề mà nó vẫn ấn được đề, nhưng mà mỗi tội là khi mà anh em tắt khóa ấy, đến lúc anh em muốn đánh thức để mở được ổ khóa thì không có, anh em không đấu thêm con này vào rất khó mở. Có những lúc thì anh em mở được nhưng lúc lại không mở được, nó chập chờn. Tại vì Đức Mạnh đã đấu rồi mà.
Nên là nhiều khi anh em cứ bảo là đấu sai dơ le mới ở sai đi ốt. Tại vì dơ le này có cái gì đâu. Đức Mạnh đã nói rồi, cân chân có trở kháng là hai cuộn dây đồng. Đúng không? Và cộng thêm nữa, khi mà dơ le mà nó đã có điện nguồn 12V mà có mát thì nó sẽ lối hai tiếp điểm cái đầu lại với nhau thôi, có cái gì đâu. Mà làm sao sai được chân. Anh em bảo sai chân dơ le. Kiểm tra lại hết chưa? Cắm lại cho anh đi. Đây đây đây, cắm lại. Được chưa? Đấu lại. Soi đi, soi cho anh đấu chưa? Đây anh em sẽ đấu, vừa em vừa đấu em vừa nói lại nhá. Lùi vào đây, lùi vào đây cháu. Đây chân này cầu khôn thế nhở. Kim ạ, tôi lấy cái kim đây bóp cho nó chặt vậy. Hay vừa lấy kiên bùa anh à? Dạ. Bảo mày tháo dưa lên ra mới bùa anh à? Đấy á, chân dương này anh em này, Đức Mạnh vẫn đấu vào cái dây như vừa nãy này, dây công tắc phanh chạy xuống này. Khi công tắc phanh bóp phanh thì cấp nguồn 12V xuống đây. Đấy thì Đức Mạnh đấu vào đây đúng không? Ok. Và chân mát thì Đức Mạnh đấu vào dây công tắc đề, đây chính là dây công tắc đề đây. Đấy, Đức Mạnh sẽ đấu, cứ đấu chứ chưa cho đi ốt nhá, cho anh em xem này. Đấy, Đức Mạnh sẽ đấu vào đây chưa cho đi ốt này. Và một chân nữa này thì là Đức Mạnh muốn dơ le, khi dơ le làm việc sẽ là dơ le sẽ cấp điện 12V đến IC đúng không? Thì Đức Mạnh cho một chân này vào dây 12V này. Và chân còn lại này Đức Mạnh cho vào dây để gửi tín hiệu điện áp 12V với IC này. Là dây đây đấy. Tôi soi lên cháu, cắt vào đây. Đây dây này này. Đấy thì dây này sẽ khi dơ le làm việc sẽ cấp điện 12V vào đây. Là dây vàng để cấp tín hiệu 12V vào cho IC này. Em bóp phanh đi. Thử đi. Đấy bây giờ đề ok rồi anh em nhá. Đây. Thì nếu như mà khi mà có tắt hóa đi cho anh. Sao đèn đâu sói thế nhỉ? Cầm cầm cho chú cái máy để chú vào một. Đây khi mà chúng ta đấu dơ le ấy, mà có rồi này thì cái tín hiệu khởi động nó sẽ có này, em ấn đi. Đấy, đấy tín hiệu khởi động nó sẽ có này. Ok thì bây giờ tắt khóa đi nhá. Để em tắt khóa đi. Không tắt hẳn đi. Đây để tắt khóa xem là. Đây anh em chờ tí cho tắt được khóa đi nè. Điều khiển đây rồi. Đây là anh em nhá. Đây Đức Mạnh sẽ nói này, tại thôi không. Tại sao ấy, Đức Mạnh bảo cho con diode vào. Đây anh em nhìn này. Bây giờ nếu không cho diode là anh em thấy có bật được khóa không? Đây anh em nhìn thấy chưa? Không bật được khóa luôn nhá. Anh em thấy không? Đấy, tại sao cái khi mà đấu diode anh em bảo là anh em nhìn thấy là cái lúc mà không đề được anh em bảo là đấu sai diode chứ không phải. Mà lúc đấy là dây ở chân dơ le là Đức Mạnh đã tháo ra thì chẳng may là nó bị kém cái dây đấy thôi. Nhưng mà đây anh em nhìn này. Đây nếu như không câu diode vào anh em nhìn thấy là không bao giờ mở được khóa. Anh em nhìn thấy chưa? Đây có mở được khóa đâu. Đây điều khiển đây. Điều khiển trên xe đây. Đã mở rồi này. Và tìm xe này, anh em nhìn nó tìm xe này. Đây, tìm xe đây. Đấy. Mà khóa vẫn mở nhá. Có nó mở khóa không anh em? Đây. Khi không đâu không đi ốt và không bao giờ mở được khóa. Nếu như anh em đấu như này là ok rồi. Mạch đề sẽ ok. Nhưng mà cái quan trọng nhất là khi chúng ta kích hoạt để mở khóa ấy, không mở được. Đấy, nên là khi mà đấu dơ le này anh em cho diode đây thì Đức Mạnh em sẽ cháu quay cho chú. Đây nhá.
Đây những cái dây mát này. Đây, tháo ra. Cái gì kêu ấy? Sinh nhan. Tắt tắt tắt. Đây kia. Có con điếu đâu rồi? Đây đây đây. Cháu đừng có ấy, cháu đang quay cho chú thì đừng có làm gì cả. Chỉ nhiệm vụ chỉ cầm để soi vào đây thôi. Đây diode đây đúng không? Thì Đức Mạnh đã nói cái vạch một chiều là vạch trắng đây, coi như vạch trắng của diode đây. Đúng không? Thì đây Đức Mạnh sẽ đấu đây. Đây đầu vạch trắng vào cái phần dây công tắc đề đây nhá. Đúng không? Dây của công tắc đề. Đúng không? Đây. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Khi này là bật được khóa luôn này. Anh em nhìn chưa? Đúng ạ. Đấy, bây giờ Đức Mạnh sẽ cho tắt hẳn khóa đi nhá. Đây là tắt đi bật lại này. Tắt hẳn khóa này. Để cho cái chốt này nó sập xuống hẳn này. Và bật khóa lên này. Vẫn mở được ok luôn. Đây. Thì là cho cái đứa một chiều vào đấy thôi. Nhưng vừa lấy Đức Mạnh đã đấu yốt này này. Thì chẳng may là lúc Đức Mạnh chia sẻ thì là cái dây mà của cái nguồn chân nguồn dơ le nó bị đứt ngầm. Nó bị đứt ngập ở trong. Thì là lúc đấy là nó chụp chạp trờn. Thì anh em lại bảo là thứ nhất là sai chân dơ le. Thứ hai là bị gì, bị diode. Đấu sai chiều. Nhưng không phải sai chiều. Đấy, đây Đức Mạnh vẫn đấu lại cho anh em xem nhá. Đấy thì Đức Mạnh nói rồi, nếu như anh em đấu dơ le này vào là ok. Cái mạch đề là anh em sẽ đề được. Nhưng mà nếu như không cho cái con diode này ấy thì anh em sẽ không bao giờ mở được khóa đánh thức. Đây Đức Mạnh sẽ ấn này. Đấy, mở được đúng không? Đấy, bây giờ Đức Mạnh sẽ làm lại nhá. Đây nhá. Cháu quay cho chú. Đây nhá, Đức Mạnh sẽ bỏ con diode ra nhá. Bỏ diode ra sẽ không mở được khóa tiếp này. Đấy, anh em nhìn nhá, nhìn Đức Mạnh bỏ diode đây nhá. Đây này, Đức Mạnh sẽ tháo diode ra này. Đấy, tháo ra nhá. Và bỏ luôn này. Đúng không? Đây. Câu vào nhá. Câu thẳng này, không qua diode nhá. Đây anh em nhìn nhá. Đây anh em nhìn bật khóa đây này. Đây này, công tắc đề này. Ấn này. Không mở được khóa luôn này. Đấy anh em thấy không? Đây anh em nhá, nhìn này. Mà khóa vẫn đang mở này anh em nhá. Đấy, đây. Đấy, anh em nhìn chưa? Đấy, thì bây giờ là Đức Mạnh sẽ đấu lại một lần nữa cho anh em nhìn nhá. Đây, khi mà chúng ta đấu được dơ le rồi thì đây, cầm cho chú. Soi cái tay chú ở đâu thì soi ở đấy nhá. Đây, cái dây này chính là dây dập mát đề này. Thì chúng ta tháo ra này. Dây này là dây chạy lên có đề. Đấy. Thế đây, một đầu diode đây. Đức Mạnh sẽ đấu đây. Đấy, hôm qua Đức Mạnh cũng chia sẻ rồi thì có một anh bảo là dùng dơ le đúng không, thì Đức Mạnh bảo đúng rồi anh, nhưng mà dùng dơ le chỉ cần qua một con diode nữa thôi là ok. Đây đúng không? Đây là Đức Mạnh sẽ mở lại khóa cho anh em này. Đấy, mở khóa luôn này. Đúng không anh em? Đấy, nên tại sao Đức Mạnh ấy, Đức Mạnh mới bảo là con này phải đấu qua diode. Đúng không? Tại vì lúc mà chính xác là con này ấy, là con SU này nó đã bị rồi. Xe này là Đức Mạnh đã đấu rồi. Nhưng mà hôm Đức Mạnh đã nói với cả anh em là chia sẻ cho anh em cái cách đấu như này để khắc phục đỡ phải thay SU. Thì là Đức Mạnh đã bảo rồi, thì Đức Mạnh bỏ hết cái này ra để Đức Mạnh live stream cho anh em xem thôi. Chứ có không phải là bây giờ mới làm, mà có nghĩa cái bộ này là Đức Mạnh đấu là đã chạy rồi, chạy lâu rồi. Xong rồi đấu kiểu này chạy lâu rồi, nhưng mà vì sau là livestream thì bảo anh em thợ là tháo hết ra. Đúng không? Tháo hết ra để đấu cho anh em xem. Đấy thì bây giờ đây Đức Mạnh đấu là hoàn chỉnh đấy. Đây nó chỉ có thế này thôi, con dơ le đáng bao tiền đâu. Nếu con diode này thì anh em có phải tiết kiệm được cục SU không? Nói chung là nói thế thôi, like thì nói cái câu chuyện là tiết kiệm thôi, còn
anh em mình mà khách hàng mà đồng ý thay thì anh em mình cũng máu thay thôi, đúng không ạ? Anh em mình cũng máu thay chứ cũng không hẳn là không muốn thay, mà anh em cũng thay ngay. Nhưng mà đây là mình cũng nói là cái thứ phương án là ví dụ như là để cho những khách hàng là ví dụ người ta không có điều kiện về tiền, hoặc là anh em là muốn nhanh gọn, ví dụ như anh em không có máy đọc lỗi để đồng bộ mã thì anh em làm. Thì bây giờ anh em Mạnh Đức Mạnh vừa chia sẻ rồi thì anh em có cần là Đức Mạnh hướng dẫn cách đấu lại không? Thì anh em có thể comment lên đây. À đúng rồi, anh Nguyễn Thư bảo thay có tiền, nhưng mà đúng thật sự luôn là anh em mình làm nghề thì nhiều khi là những cái đồ mà của khách hỏng mình đều báo hết, báo khách hàng thay. Nhưng cái quan trọng là có những khách hàng người ta ok, nhưng có những khách hàng người ta lại không có tiền. Đúng thật sự luôn là như thế. Tại vì xã hội mà, có những người ấy, người ta sẽ dùng thích là xe chế cơ lên, à chìa thường lên Smoky. Nhưng có những người lại thích từ Smoky lại về chìa thường. Đấy, nhiều khi cái nhu cầu thì mỗi người nó khác nhau, đúng không anh em? Anh em đã nhớ được cách đấu chưa? Nếu mà anh em nào mà không nhớ được cách đấu thì một, có thể xem lại video, hai là có thể Đức Mạnh sẽ hướng dẫn lại cách đấu thôi. Nó đơn giản lắm mà. Anh Hà bảo vẽ mạch lên giấy đi anh. À giấy thì dễ vẽ mà. Tại vì căn bản là cái này ý, là em cũng có ở trong cái tài liệu ở trên máy tính. Nếu mà live stream trên máy tính của em thì là em sẽ cho lên màn hình cho anh em được. Nhưng mà có mỗi cái đen là màn hình máy tính đang bị cháy rồi, nên là không live được bằng trên máy tính. Đây cái con laptop này. Con laptop này thì là không like được trên máy tính, tại vì nó yếu quá. Thì em đợt trước em phải sắm máy cây đây. Máy cây, nhưng mà máy cây thì nó lại bị cháy mất màn hình rồi, nên không like được. Chứ không cũng like cho cái hình ảnh lên trên cho anh em ngay. Không kể cả ví dụ như nhiều anh em ấy là không nhớ về giờ lay đâu, thì anh em chỉ cần nhớ cho em là khi nào ấy, hai cái chân dơ le mà anh em đo nó lên trở kháng thì Đức là đấy là dây cuộn dây đồng rồi. Thì là cuộn dây đồng thì anh em muốn cấp dương hay cấp mát vào chân đó, hai chân đó thì chuyện việc của anh em. Còn khi mà dơ le nó đã có nguồn mát và nguồn dương thì nó sẽ lối hai tiếp điểm lại với nhau, thì là lối hai tiếp điểm còn lại với nhau để nó làm gì, để cấp điện đi các thiết bị, đúng không? Thế thôi. À, anh Hùng anh bảo là diode mấy k, không phải diode, mà anh em chỉ cần mua một cái diode bình thường thôi. Tại vì cái chân này của chúng ta chân mát, nó cũng chẳng phải là cái dòng, có cái dòng tải thì lớn mà anh em phải lấy bao nhiêu cái diode làm gì cả. Cứ lấy anh em chỉ mua diode bình thường thôi là được, hoặc là anh em cứ bảo mua diode 1/4W là được thôi mà, 1/4 thôi, đúng không? Diode 1/4, còn cần gì to đâu. Cái vì chân mà chúng ta đấu như này là chân mát chứ có phải là chân dương đâu mà phải no, anh em hiểu không? À anh Sơn ơi, không phải, anh xuống đây cập nhật vẫn cập nhật bình thường. Nhưng em đang nói là cái máy tính cây của em bị hỏng, chứ còn laptop thì là của em vẫn ok. Nhưng mỗi tội là em bảo là em đang nói là nếu như cái laptop của em ấy mà live stream thì không live stream được trực tiếp, mà cái laptop của em chỉ có là để làm việc thôi, không live stream được. Tại vì live stream cấu hình máy tính nó phải khỏe. Anh coi Mạnh bảo là làm cách này lâm xị ngon bổ rẻ. Không thì em cũng thấy hay mà, tại vì sao nhá, nói thật sự luôn với anh em ấy, khi mà một con SU nhá, em này em nói thật là khi một con SU của chúng ta ấy mà chúng ta mà thay SU mà chúng ta đã có mã rồi ấy thì nó là rất là nhàn. Là gì, khi mà chúng ta
có khiển, có fork, chúng ta lấy cái mã SMID ra. Nếu như anh em thay cả bộ vào thì nó rất là nhàn, đúng không? Nhưng ví dụ như anh em thay mỗi SU không mà anh em muốn giữ lại cái fork. Đây, ví dụ như có trường hợp anh em làm mà thay SU của khách. Ví dụ đây em đang nói cái trường hợp nhá, là con này đang bị hỏng, em đang muốn thay một con khác vào, đúng không ạ? Thì bây giờ em phải, nếu như em muốn giảm chi phí cho khách thì em phải làm gì ạ? Em phải giữ lại được cái khiển cũ cho người ta, có thể giữ được cái fork, thì em phải copy cái dữ liệu sang con này, đúng không ạ? Thì em sẽ tiết kiệm được cho khách hàng. Anh em thấy đúng không ạ? Hoặc là chúng ta phải reset lại. Nhưng mà đối với ngày trước ấy, mà chưa có công nghệ là reset mã hay là gì đấy, anh em làm nhiều khi anh em chóp cắm vào đây, có những anh em mới làm cho vào máy để zip cái dữ liệu trong này ra để đổ sang con SU mới, thì nhiều khi là nói thật sự luôn là có người còn bị dính treo thế thôi, lại phải đền, đúng không? Thế là nói chung là cái cách đấu này thì nó cũng là cái tiết kiệm, nhưng mà phù hợp cho những anh em là gọi là chi phí thấp cho khách hàng nhưng mà vẫn được việc cho mình và được việc cho khách hàng. Còn đâu là ví dụ khách có tiền thì ôi thay đi cho anh thì ai chẳng thích, anh em thích cũng thích, đúng không? Chứ nói gì đến người anh em thợ khác, ai mà đức mạnh thế thôi. Nhiều khi khách bảo là thôi cái xe này không có điều kiện thì mình đành phải có cách để giải quyết cho người ta thôi. Còn bây giờ mất tiền, đúng không ạ? Anh em thay một con SU bao tiền? Đáng bao giờ cũng phải hơn 1 triệu cho khách. Nhưng mà bây giờ anh em đấu nhanh, anh em có thể lấy được giá mềm hơn. Gì ơi, Mai chiều về chưa? Xem đi, nếu mà được thì Mai cầm luôn sang nhá. Cũ hay là mới? Ôi trời ơi, K01, mày bán đi, anh để lại cho bán. K01, K07 đây. Thế nhá, thôi, anh đang like đấy, tí nữa rồi nói chuyện tiếp. Ok. Đấy thì anh em là có đã nhớ cách đấu chưa? Hôm nay làm chia sẻ cho anh em mà đúng phải cái dây cái chân dây rắc kia nó bị đứt ngậm, làm mất bao thời gian. Anh Nguyễn Thư bảo được bền không? Em đấu thì chạy cũng lâu rồi anh ạ, nó chẳng có vấn đề gì cả. Mỗi tội là cái dây rắc, mà ví dụ anh muốn đấu dây đấy thì anh mua cái rắc còi ấy, thì anh mua cái rắc còi hàng nó ok một tí. Như đây em đi mua rắc còi đây, nhưng mà cái hàng này của nó lại lởm quá, làm cho em vừa lấy đấy bị lây hoay ở cái chân dây le đấy. Cứ đo lại nguồn 12V với cả đo mát, xong rồi vì sau là bây giờ tháo hết dây le ra để em kiểm tra đấy, kiểm tra lại dây le đấy. Thì kiểm tra là không chạy thì bắt đầu mới kiểm tra cái dây chân kia thì nó cứ đứt ngậm ấy. Nên là khi mà mua cái dây mà anh em đấu thế thì rua cái dây nó chất lượng một tí thì nó đỡ làm khổ mình. Đấy, như vừa nãy em mua cái dây thì hỏi là có dây tốt không, không có thì đấy, có dây nào mình lấy dây đấy thì đành thôi. À không, anh Hoàng Oanh ơi, em đã nói rõ nhá, những xe mà khóa Smart Key 2 lút của Vision và AB và Lead hoặc Vario đấy, là những cái cục SU 2 lút đấy, thì là lấy cái mạch đề nó sẽ, cái gọi là cái tín hiệu, cái mạch tín hiệu khởi động thì nó liên quan đến SCU anh nhá. Còn đâu đối với những SH này, ví dụ như xe SH sau anh em đây, đây con SH này chẳng hạn đây, thì cái mạch đề của nó vẫn theo một cái nguyên lý cũ thôi, là điện sẽ từ công tắc phanh chạy sang công tắc đề
và cấp điện 12V đến thẳng IC. Đấy, hay là kể cả cái con xe Vision mà khóa chìa thường ấy, thì cái mạch đề nó cũng như thế thôi, là điện 12V từ công tắc phanh cấp sang công tắc đề và chạy thẳng đến IC cấp cái tín hiệu khởi động cho IC. Nhưng đặc biệt chỉ có dòng Smart Key mà dùng chìa, là anh em này hiểu rồi, dùng cái chìa khóa là gọi chìa béo và SCU 2 rắc. Đấy, thì anh em nhớ, hoặc là anh em chỉ cần nhớ cho nó mạnh là những cái xe mà liên quan đến mạch đề là cái xe phải ấn công tắc đề xong mình mới mở được núm khóa. Thì đấy là những cái con đấy, là nếu như những con đấy là nó liên quan đến SCU chúng ta phải đấu như này. Đấy, em nhắc kỹ lại cho anh em là con xe đấy nhá. Là nếu như những con mà liên quan đến mạch đề liên quan đến SCU thì anh em chỉ cần là nhớ cho em là khi chúng ta ấn công tắc đề thì chúng ta mới mở được khóa. Thì những con đấy là SCU sẽ liên quan đến mạch đề. Đấy, anh em nhớ cho em nhé. Còn những cái xe ví dụ như SH thì mở không phải liên quan đến công tắc đề, đúng không ạ? Mở ngay ở núm khóa thì cái mạch đề của nó vẫn đi vẫn như bình thường thôi, chứ nó không khác gì cả. Em chào anh Thu Tuyến nhá. Chào Cương, mày vừa gọi điện cho anh xong cái mày lại vào mày trêu rồi. Em chào anh Nghi Quang nhá. Ở đấy thì anh em nào ấy mà vào sau thì có thể là xem lại video cho em xem lại video em đấu. Nhưng mà cái quay đoạn đầu là cái dây nó bị đứt, làm hơi mất thời gian, thì anh em có thể tua đi một đoạn đấy nữa. Em chào anh Trần Văn Lực nhá. Rồi anh em, còn anh em nào có câu hỏi gì không? Đấy, nếu mà ta đấu cái đấy ấy, mà anh em mà đấu vào mà không qua diốt thì sẽ chúng ta kích hoạt cái núm khóa, gọi là cái công tắc mà đề mà khi chúng ta ấn lần đầu tiên để mở khóa ấy, thì anh em đã xem video rồi. Nếu như chúng ta không cho diốt vào thì chúng ta không mở được khóa. Đấy, ấn công tắc đề, công tắc cậu đánh thức hay gì đâu. Đấy, nên là anh em nhớ là câu thêm diốt vào cho em nhé. Thành ơi, sao em chửi Cương gắt thế? Em chửi Cương cút, chửi hơi gắt đấy. Thôi anh em đừng có gọi thầy nhá. Và cộng thêm nữa là anh Tây Ga Xuân Dần đừng có gọi thầy, cứ gọi Đức Mạnh thôi là được rồi. Chứ còn gọi thầy làm gì, mà rõ ràng như hôm qua Đức Mạnh live xong, cái hôm buổi hôm trước ấy, Đức Mạnh live xong thì có người vào bảo là thầy mà gì, nhìn như này có giống thầy đâu, với cả bảo mình là làm trò. Nhưng mà để mà nói thật sự nữa là anh em xem live ở Đức Mạnh có bao giờ xưng với anh em là thầy hay là bắt anh em phải gọi gì đâu. Thế nên tốt nhất anh em đừng gọi thầy làm gì, gọi anh em thôi cho nó, hoặc cả gọi Đức Mạnh thôi cho nó dễ. Có người mình chia sẻ lên trên mạng chia sẻ mà comment nhiều khi tay nhanh hơn lão, thật sự tay nhanh hơn lão, nên là những cái comment đấy Đức Mạnh cũng chẳng phản ứng gì lại đâu. Thì thôi, tốt nhất là thôi mình cũng coi như mình chưa nhìn thấy gì, tại vì bản thân anh em thấy Đức Mạnh lên đây có bao giờ xưng là mình là thầy giáo hay là xưng là cái gì đâu. Đấy, chỉ quan trọng là mình là thợ sửa xe và mình làm những cái này thấy hay thì mình chia sẻ lên cho anh em. À đây, còn một con xe này, con xe mà cái buổi live stream trước ấy Đức Mạnh đã chia sẻ cho anh em ấy. Đây là con Qua này. Con Qua này là cái củ bơm mà bị ăn xăng này, nó đã làm xong rồi anh em này. Làm xong rồi nhưng mà còn đang phải test. Đấy, lỗ rồi nhưng mà đấy, cái con này là Đức Mạnh bảo bị củ bơm ấy. Em ơi, kia đây, cái củ bơm cũ đâu nhở? Củ bơm cũ hôm trước làm cái này này.
Thành đâu rồi, vứt cho anh cái điếu đây, anh mượn cái điếu. Thành Thành nghe thấy K17 K01 à, nhanh thế nhở, anh còn chưa thấy nghe thấy xong. À pin mà pin khiển ấy mà bị hao thì có gì đâu. Đây có cái con mình là một là anh em thay. Một là anh em thay, hai là anh em bỏ đi thôi. Có gì đâu. Đây này, trong này có tụ này. Thì có những cái tụ ở đây như Đức Mạnh là cũng đã bỏ này. Đây Đức Mạnh sẽ soi cho anh em nhá. Đây có những chân bỏ mấy cái tụ đi hoặc là anh em thay thì là đa phần nó bị ở đấy thôi. Đấy nhá. Có những anh em hỏi đúng không? Đây này. Cái nhíp đâu đây? Đây. Đây anh em đây này, ví dụ chân ở đây này. Tụ ở đây này, đây này. Và đây. Đây mấy con Đức Mạnh bỏ đây này, đây anh em nhìn thấy rõ luôn là Đức Mạnh đã bỏ đi rồi này. Nhưng mà Đức Mạnh chưa hàn lại. Đây, đây. Đấy mấy con loanh quanh ở khu vực đấy thôi, gì đâu đây này. Đây. Đấy mấy con ở khu vực loanh quanh đấy thì Đức Mạnh có cho anh em xem đây hoặc dưới này nữa này. Đây. Thì là cái này không fix cao pin đấy chứ. Đây ví dụ đây, Đức Mạnh sẽ đo cái này nhá, cái này là hình như là fix rồi đấy này. Đo thì Đức Mạnh sẽ đo cho anh em xem nhá. Đo lượng dầu pin. Em ơi. Vứt cho anh cái đồng hồ đây cái. Em cầm điện thoại soi vậy. Không, cái đồng hồ khác, đồng hồ này không đo là dò rộng. Đây kia. Soi tay anh hay là soi cái đồng hồ của anh? Pin. Pin đâu rồi? Vừa lấy cầm nhớ. Em ơi, em đã là người cầm với anh cái này thì đừng có dây dịch, anh em khó xem. Yeah. Hợp rồi, xong lại đến giữa em. Đây. Đây đo hao thì anh em nhìn đồng hồ luôn. Dí sát đây. Đấy Đức Mạnh để dòng đo A này. 2mA này. Chuyển que đỏ sang MIDI. Đây thì đo dò đây thôi. Ê, chưa bật. Sao? Không thể lên gì nhỉ? Hai đồng hồ hôm trước có đo gì không? Không đo thì không hay cháy bố của chị rồi. Kéo cháy bố của chị thì đo đi. Cái này hỏng rồi. Đây định với anh đi Đức Mạnh. Chờ ba tí xong ba like xong ba ấy cho. Ba đi mua cho. Không con ra con mua cho ba đi. Đây Đức Mạnh định đo luôn này. Nhưng mà đồng hồ này đang bị đứt cầu chì rồi. Đấy, không phải đo cái Đức Mạnh bỏ đi là nó về được mà về. Nhưng có những anh Mạnh bảo là có những cái được, có những cái không. Thì đa phần là bỏ đi như này đều được hết. Đây như này, nếu Đức Mạnh bỏ này. Đa phần bỏ đi như này được hết này. Mà đồng hồ đang chắc lâu qua anh em đo bị đo dòng dò lớn quá nó bị rồi. Đây. Đây. Thì cái này hầu như là anh em chia sẻ cũng nhiều mà. Trên mạng anh em chia sẻ về cái này nhiều mà. Có phải là không có anh em có không chia sẻ đâu. Đúng không? Thì nếu như cái này làm ấy
Thì bỏ thì cũng nói thật với anh em là 10 cái thì là cũng rơi tầm khoảng là 7 cái là được. Còn có khi là rơi vào nhiều hơn thì có thể là rơi vào tầm khoảng 3 cái không được. Đấy, chứ không phải là bỏ ngần này con trở đi là... À quên, em xin lỗi. Bỏ ngần này con tụ đi mà không được. Có nghĩa là được nhưng mà cái phần trăm nó không phải đạt 100%, mà nó chỉ được 60-70% thôi. Anh em hiểu chưa? Có nghĩa là 10 cái thì anh em bỏ đi có thể là được 6 cái, còn 4 cái không bỏ hết được. Đấy, anh em hiểu chưa? Con đồng hồ này đang bị... khả năng hôm qua anh em đo dòng dò thì là chắc là khu lúc đo là bật khóa lên tèo nước cầu trì trong này rồi. Đo thì không lên rồi. Cường tình lắm. Đây con này cũng bị lỗi đây. Con này cũng để cho anh em đo thế là bị cháy rồi. Lười chưa tháo ra để sửa thì anh em lại lấy ra đo phát nữa thì là chắc là đứt cầu trì trong rồi. Máy đấy em thấy rồi là máy nào hả Cương? Cương ơi, Cương bảo máy đấy em thấy rồi là máy nào? Cương bảo máy đấy em thấy rồi là như nào? Anh không hiểu. Thành với Cương là chuyện gì mà ghê thế? Thì buổi sau Đức Mạnh livestream sẽ chia sẻ cho anh em về có những anh em yêu cầu là anh lúc nào có xe ban bệnh thì chia sẻ cho anh em về cái gì nhở? Cái xe Vespa gọi là dòng Piaggio. Thì ok, thì hôm nào có xe Piaggio làm thì Đức Mạnh sẽ chia sẻ đến đây cho anh em. Đúng không ạ? Còn đâu là Đức Mạnh bảo rồi là chia sẻ lốt cái mạch đề liên quan đến SCU thì hôm nay Đức Mạnh chia sẻ xong rồi. Sảy quá anh em. Sao mà mời anh mời cỗ như nào? Anh làm gì mà mời cỗ? Anh làm gì đâu mà em bảo mời cỗ? Ôi, buổi live stream hôm nay đến đây Đức Mạnh sẽ tạm dừng tại đây. Thì hẹn anh em buổi live stream tiếp theo. Còn anh em nào vào sau mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh hộ Đức Mạnh nhá. Thì là có video nào Đức Mạnh chia sẻ ở đây thì sẽ chia sẻ cho anh em. Đấy, chia sẻ cho anh em biết khi mà Đức Mạnh like thì anh em sẽ có thông báo. Còn đâu là cảm ơn toàn thể anh em đã đón xem cái buổi live stream của Đức Mạnh tối hôm nay. Đấy, và chào tất cả anh em.